Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có một cặp Bose 701 hai lỗ hơi. Đây là dòng loa kết hợp để nghe nhạc và hát karaoke rất là tuyệt vời. Hiện tại ở thị trường Việt Nam thì đây là một mẫu loa cực kỳ quen thuộc và cũng được rất là nhiều khách hàng yêu thích. Có một vài thắc mắc liên quan tới cái dòng sản phẩm này, đó là cấu trúc bên trong của nó như thế nào và tại sao cái dòng 1 và 2 lỗ hơi nó lại có một cái sự chênh lệch về giá nhiều như vậy. Thì về cái dòng 2 lỗ hơi á thì chúng ta sẽ có cái cấu hình gồm 5 loa và 3 đường tiếng. Thì ở cái phần thùng này nè các anh, chúng ta sẽ được chia làm hai khoang tách biệt hoàn toàn nha. Và ở phần bên trên này thì mình sẽ có hai loa chép, một loa mic. Và ở phía dưới thì mình sẽ có hai loa bass đường kính 20cm được đặt đối xứng với nhau. Và nó sẽ phản xạ cái âm trầm ra bằng cái lỗ hơi phía trước và lỗ hơi phía sau như thế này. Đó, ở hai vị trí như thế này ha các anh. Còn đối với cái dòng một lỗ hơi á, thì cái phần ở bên trên này nó cũng tương tự. Nhưng mà phần thân dưới á, thì chúng ta chỉ có một loa bass thôi. Thế cho nên là từ cái cấu trúc cho tới cái chất lượng âm thanh, các anh có thể thấy dòng hai lỗ hơi nó vượt trội hơn rất là nhiều. Và đây cũng là cái nguyên nhân chính cho cái việc mức giá của hai dòng này có sự chênh lệch nhiều như vậy. Hiện tại thì cặp này đang có mức giá bán ở chỗ Bách là 21.500.000 và mức giá không bao gồm tiền phí vận chuyển nha các anh. Cặp này Bách về với tình trạng còn rất là đẹp và đương nhiên là còn nguyên bản, chúng ta chưa bung bất kỳ một cái chi tiết nào ra cả. Và bây giờ xin mời các anh cùng Bách đánh giá chi tiết về cái sản phẩm lần này. Trước tiên thì mình sẽ có cái phần mặt trên này hả các anh. Toàn bộ cái phần thùng này thì ngoài cái chỗ mà bọc lưới ra thì chúng ta sẽ được dán simili toàn bộ ha. Bên trên này là một cái lớp xi rất là dày và các anh có thể thấy đối với những cặp loa với tình trạng đẹp thì những cái góc cạnh này nó rất là sắc sảo và nó không có bị tình trạng giật cái xi này ra. Cái này thì hoàn toàn là không có làm lại được nha các anh, tại vì cái xi của xi nguyên bản của nó rất là dày và nó cứng lắm, cho nên là khi nó đã bị bong ra rồi á thì không có dán và không có kéo lại giống như là những cái loại xi mỏng được. Các anh có thể thấy cái mặt trên của chúng ta nó còn rất là đẹp nè, góc cạnh bề mặt xi và cái phần tem này cũng vậy. Cặp này thì được sản xuất tại Canada nha các anh. Đa phần những cái dòng 701 kể cả một lỗ hơi hay là hai lỗ hơi thì cũng đều được sản xuất tại Canada hết. Tem cũng còn rất đẹp nè. Chúng ta sẽ có thêm một phần tem ở phía dưới nữa một lát để chúng ta quan sát kỹ hơn ha các anh. Nghe anh quan sát về cái phần thùng trước nè. Đối với hai cái dòng loa 701 này á, thì có một chi tiết nữa để các anh đánh giá, đó là cái phần ghim này nè các anh. Thì đối với những cái loa mà đã bung ra để lấy cái phần loa chép và loa mic rồi á, thì đương nhiên là những cái ghim này nó sẽ không còn nguyên bản được nữa. Ở trên thị trường thiết bị công cụ ở Việt Nam hiện tại thì chúng ta có cái loại ghim nhỏ nhất là 1 phân, chứ không có cái loại ghim 3 ly như thế này ha các anh. Cho nên là khi mà chúng ta tháo ra đóng vào lại á, thì nó rất là xấu, còn bắn lại cái ghim khác thì nhìn là biết liền. Đó, cho nên là các anh có thể nhìn cái chi tiết này để chúng ta đánh giá được cái độ nguyên bản của loa này. Rồi, các anh quan sát luôn về cái phần thùng ha. 701 nó sẽ có hai gam màu chính, đó là màu xám lông chuột như các anh đang thấy và màu đen. Thì Bách bán, Bách để ý rằng là cái màu xám này nhiều khách hàng yêu thích hơn. Còn màu đen thì nhìn nó là một cái khối, nó hơi cục mịn chút xíu. Rồi, các anh có thể thấy là phần thùng và tất cả mọi chi tiết khá là hoàn hảo ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có phần mặt sau của loa. Mình quan sát tỉ mỉ từng cái như thế này để dễ đánh giá nha các anh. Nó sẽ hơi mất thời gian chút xíu, nhưng mà nếu các anh không tiện tới tận nơi để mua thì các anh sẽ dễ quyết định hơn. Rồi, ok, đây là cái còn lại. Và các anh có thể thấy là những cái ghim của chúng ta vẫn còn nguyên ha, chưa có bong ra. Đây là phần thùng. Toàn bộ cái phần này là simili hết nha các anh. Kể cả màu đen lẫn màu xám đều là simili hết. Và nhìn chung hầu như là những cái mẫu loa của Bose họ không có dán gỗ lạng các anh. Bác thấy phần lớn là simili hoặc là vỏ nhựa. Rồi, rất đẹp ha. Đây là phần mặt sau. Bây giờ thì bác sẽ lật ngược cái loa lên. Ở phía dưới đó chúng ta sẽ có cái vị trí cọc cắm dây loa và phần tem để chúng ta có thể quan sát về accessory cũng như là cái phần nội thất ở bên trong. Ở vị trí này thì rất dễ để chúng ta đánh giá được tình trạng của phần thùng loa ha. Mình sẽ có cái đường mặt cắt với cái góc cạnh rất sắc sảo nè các anh. Đó, cả hai cái đều như vậy hết nha, hầu như là không có bất kỳ một dấu hiệu biến dạng gì. Và chúng ta sẽ có cái phần chân đế cao khoảng 1 phân rưỡi, mỗi bên chúng ta sẽ có 5 cái nha. Bác đã tháo sẵn ra rồi và mình có thể tháo cái tấm đế này ra để quan sát cái phần loa bass ở phía bên trong. Mặc dù á, Bách đã tháo hết toàn bộ những cái ốc vít ra rồi, nhưng mà nó là loa chưa từng được tháo mở cho nên nó rất là cứng. Và về cơ bản á, là rất khó để tháo ra. Mình sẽ có một thủ thuật như thế này nè các anh.
Nếu các anh muốn tháo tại nhà ha, thì đầu tiên á là chúng ta tháo cái này. Tại vì á, cái phần cọc cắm loa này nè các anh, nó có cái điểm tiếp xúc rất là nhỏ, cho nên là chúng ta rất là dễ cạy nó ra. Và sau khi mà mình cạy ra rồi á, thì mình có một cái điểm tựa, mình cứ cho cái ngón tay vào và bật lên như thế này. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Còn nếu như không á, thì rất khó để chúng ta lấy được. Rồi, các anh quan sát về cái phần số series trước này. Chúng ta sẽ có số là 49543. Tương tự ha, cặp này trùng số series. Có thêm một cái thắc mắc nữa mà khách hàng thường xuyên hỏi bác. Ở trên cái phần tem của 701 hay lỗ hơi, nó sẽ có hai cái thông số về cái công suất. Thì cái dòng mà 200W này á, là cái công suất mà loa nó có thể hoạt động liên tục. Còn cái dòng mà nó ghi từ 10 cho tới 400W sạc 1CH, thì cái dòng này nó có nghĩa là những cái bộ khuếch đại âm thanh, những cái âm ly mà có cái công suất đầu ra từ 10 cho tới 400W một kênh là chúng ta có thể sử dụng được trong cái mức giới hạn này. Bây giờ bác sẽ tháo luôn cái này ra để chúng ta quan sát nội thất của cả hai cái luôn nha các anh. Để tháo cái này thì cũng đơn giản thôi. Rồi mình lấy hết cái ốc này ra ha. Đó, nó có điểm tựa thì mình kéo ra rất là dễ. Còn nếu không á thì mình đưa con ốc vào đây nè các anh, mình cậy nó ra nó hay bị vỡ cái tấm ván lắm. Rồi, các anh quan sát về cái phần mặt trong của nó ha. Thì chúng ta sẽ có hai cái loa bass đường kính 20cm. Và hai cái loa này thì nó dán cố định lại với nhau. Và nó đặt đối xứng ha, hai cái mặt loa nó úp lại với nhau á. Thì một cái ở đây và một cái nó nằm lặng ở bên trong. Chúng ta sẽ có cái lỗ thông hơi như thế này. Và các anh có thể thấy là tất cả những cái điểm cuốn dây còn nguyên vẹn ha, không có dấu hiệu tháo mở này. Rồi, ở đây là cái phần, cái bộ phân tầng của nó. Mình sẽ có bốn cái bóng đèn trợ áp, hai cái tụ và một cái cuộn cảm. Bên này mình sẽ có thêm một cái cuộn dây Wolfram nữa. Tình trạng rất là hoàn hảo ha các anh. Nói chung là rất là mới và cực kỳ liền lại. Thì tương tự cái bên này cũng vậy nè. Đó, các anh có thể thấy ha. Cặp loa này rất là đẹp và hầu như không có chi tiết nào để chúng ta phải bận tâm suy nghĩ cả. Hiện tại thì mức giá bán của nó như lúc nãy Bách có chia sẻ với các anh đó là 21.500.000. Và mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển nha. Nếu các anh có thêm những cái thắc mắc hay là những cái nhu cầu gì phát sinh, các anh vui lòng liên hệ trực tiếp giùm Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ.